giọng hát em tốt, chỉ có cách dẫn vô câu chuyện. Em ráng gom gom cái giọng lại chút xíu, mình đừng có bè 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 cái giọng ra, mình nói cho nó gọn lại chứ. Thí dụ như chị đang nói gọn nè, giờ chị nói bè, giờ chị nói bè đó, em nghe vậy được không? Được thôi à, đó, nó bè bè rồi. Bè mới là giọng thật của chị đó. Giọng đó là giọng mà chị Duyên nghe hàng ngày đó, chị nói chuyện như mình đó. Cả hai người chị đều thích là như vậy nè, giọng nói nó giống giọng hát. Yeah. Có rất nhiều những ca sĩ mà chị gặp giọng hát thì nhất là nam. Giọng trầm rất là ấm nữa. Mà gặp ở ngoài, Kỳ Duyên khỏe, Kỳ Duyên nó khác hẳn. Cái giọng nói, cái giọng hát nó khác hẳn với nhau. Thì nói, ôi, thôi để tôi nhắm mắt tôi nghe anh hát chứ tôi không có muốn nghe anh nói. Nhưng mà cả hai em đều cái giọng nói cũng hay. Thành ra nếu mà cả hai em thì như chị nói, nếu muốn đi làm MC riêng cái giọng thì đủ tiêu chuẩn để làm MC. Tập 3 của Duyên Dáng Bolero phát sóng lúc 21 giờ thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 12 giờ thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Duyên Dáng Bolero, giọng ca thăng hoa cùng nhan sắc.